Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv 2022 gmail com Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, những thay đổi trong chương trình bảo hiểm khuyết tật NDIS vẫn là thông tin được quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay. Trong sinh hoạt chính trị, có lẽ cuộc vận động bầu cử ở Queensland đang thu hút sự quan tâm của báo chí sau khi Thủ hiến Stephen Mouse sử dụng khẩu hiệu tranh cử của cựu Thủ hiến Daniel Andrews tại Victoria. Trong khi đó, tại Melbourne, cảnh sát vừa phát hiện thi thể của một người đàn ông trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Westfield Southland ở Cheltenham vào lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay thứ Năm. Liên quan đến lĩnh vực hàng không, một chuyến bay của Qantas đến New Zealand đã buộc phải quay lại sân bay Sydney do xuất hiện mùi lạ trong cabin. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2024 của VietTV Australia. Đầu tiên là tin về những thay đổi trong chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS. Theo thông tin từ trang web của chương trình NDIS thì kể từ hôm nay ngày 3 tháng 10 sẽ có một số thay đổi về cách thức hoạt động của NDIS để mang lại sự rõ ràng và linh hoạt hơn cho những người tham gia. Thay đổi nổi bật nhất là định nghĩa rõ ràng về hỗ trợ NDIS, nói cách khác, những gì có thể và không thể được tài trợ bởi chương trình. Danh sách này bao gồm các động vật hỗ trợ đủ điều kiện và được công nhận Nhà ở dành riêng cho người khuyết tật, hỗ trợ các công việc gia đình và hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ em. Những thứ sẽ không được chi trả là các dịch vụ không dựa trên bằng chứng hoặc liên quan trực tiếp đến khuyết tật của một người nào đó, chẳng hạn như phí chăm sóc trẻ em, liệu pháp tâm linh và chi phí sinh hoạt hàng ngày như tiền thuê nhà, tiền tạp hóa và hóa đơn. Nếu người tham gia cần thứ gì đó để hỗ trợ tình trạng khuyết tật của mình mà không có trong danh sách, họ có thể gửi yêu cầu đến cơ quan điều hành chương trình, cơ quan bảo hiểm khuyết tật quốc gia (NDIS). Bộ trưởng NDIS Bill Shorten cho biết những yêu cầu đó sẽ được xem xét nếu mặt hàng có thể mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra và có bằng chứng xác đáng để chứng minh. Danh sách này đi kèm với thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng, trong thời gian đó, người tham gia sẽ không bị phạt khi vô tình mua thứ gì đó không được chấp thuận. Cơ quan này cho biết họ có thể thực hiện hành động nếu số tiền hỗ trợ khai báo không đúng lên tới hơn 1.500 đô la hoặc nếu ai đó tiếp tục khai báo không đúng các mục mặc dù chúng tôi đã cung cấp cho họ thông tin và lời khuyên. Ngoài ra còn có thay đổi khác liên quan đến số tiền tài trợ và thời hạn. Các kế hoạch hiển thị các mục hỗ trợ theo từng dòng, nhưng từ thứ năm các kế hoạch mới sẽ được hiển thị dưới dạng số liệu ngân sách tổng thể và cho biết thời gian cần để duy trì nguồn tài trợ đó. Thay đổi này sẽ không được áp dụng hồi tố cho các kế hoạch hiện có và mỗi kế hoạch mới ban đầu sẽ kéo dài trong 12 tháng. Điều này nhằm mục đích chấm dứt tình trạng mà chính phủ gọi là lạm phát trong kế hoạch khi người tham gia chi tiêu nhanh tiền NDIS của họ rồi sau đó yêu cầu nạp thêm. Một số người ủng hộ người khuyết tật đã nêu lên mối lo ngại rằng những quyền hạn mới đó không bao gồm đủ biện pháp bảo vệ cho người tham gia. Tin từ Queensland Stephen Miles ủng hộ khẩu hiệu tranh cử Doing What Matters của Daniel Andrews Một khẩu hiệu ba từ được Daniel Andrews sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2022 của mình nay đã được Stephen Miles sử dụng khi thủ hiến Queensland đang cố gắng trình bày kế hoạch năng lượng của mình cho cử tri trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 10 sắp tới. Thủ hiến Queensland Stephen Miles đã ủng hộ khẩu hiệu tranh cử Doing What Matters Tạm dịch là làm những gì quan trọng là khẩu hiệu mà cựu thủ hiến Lao động tại Victoria, Daniel Andrews đã sử dụng để công bố về năng lượng rẻ hơn cho cử tri trước cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 10. Nhắc lại là vào năm 2022, ông Daniel Andrews cũng đưa năng lượng trở thành một phần quan trọng trong bài phát biểu tái tranh cử của mình trước cử tri khi tiết lộ rằng Đảng Lao động sẽ đưa Ủy ban điện lực trở lại quyền sở hữu của chính phủ và khẩu hiệu Doing what matters đã đưa ông Andrews và Đảng Lao động lên đỉnh vinh quang với chiến thắng thứ ba liên tiếp. Tại Queensland, Thủ hiến Stephen Moss cũng đang muốn nhấn mạnh với người dân Queensland là ông đang làm những gì quan trọng sau khi công bố kế hoạch của đảng lao động về một nhà bán lẻ năng lượng được sở hữu bởi chính phủ. Ông Moss đồng thời cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là phần đầu trong kế hoạch năng lượng giá rẻ của ông cho cư dân Queensland. Ngoài ra, chính phủ Queensland cũng sẽ có những khoản đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo, giúp giá điện tại Queensland thấp hơn so với các tiểu bang khác. Ông Mouse đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn khi ông tìm cách noi gương bà Anna trong việc dẫn dắt đảng lao động giành chiến thắng sau khi tiếp quản vị trí thủ hiến trong một nhiệm kỳ quốc hội. Một cuộc thăm dò của Newspo vào tháng trước cho thấy đảng LNP do ông David Christopherly lãnh đạo đang trên đà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên của đảng kể từ năm 2012 với tỷ lệ dẫn trước là 55 và 45% so với đảng lao động. Đây là sự thay đổi 8.2% so với đảng lao động so với cuộc bầu cử năm 2020 và sẽ khiến Đảng Lao động mất 20 ghế nếu sự thay đổi này diễn ra vào ngày bỏ phiếu. Kế đến là tin từ Victoria. Tình trạng tham nhũng lan tràn trong lực lượng cảnh sát và nhân viên chính phủ một cuộc khảo sát quy mô của cơ quan bài trừ tham nhũng IBAC với hơn 9.000 người tham gia đã phát hiện quan điểm đáng lo ngại của cư dân về tình trạng tham nhũng ở Victoria khi mà hơn 40% doanh nghiệp tư nhân quyết định không đấu thầu các hợp đồng của chính phủ. Ủy ban chống tham nhũng độc lập IBAC ngày hôm qua đã công bố kết quả khảo sát về nhận thức về tham nhũng. Kết quả cho thấy 9 trong số 10 người, tức 90% cư dân tin rằng tham nhũng đang xảy ra ở Victoria. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy 3 phần tư nhân viên chính phủ nghĩ rằng bộ phận của họ dễ bị tham nhũng và dễ có những hành vi sai trái, bao gồm vi phạm danh giới nghề nghiệp, không hành động kịp thời vì có thiên vị hoặc thậm chí là tình trạng gia đình trị. Trong một dấu hiệu về tác động mà nhận thức về tham nhũng có thể gây ra, 41% nhà cung cấp kinh doanh cho chính phủ cho biết họ đã quyết định không đấu thầu hợp đồng trong 12 tháng qua do lo ngại về khả năng tham nhũng tăng từ 34% vào năm 2022. Cuộc khảo sát này đã so sánh thái độ về một loạt các vấn đề liên quan đến tham nhũng, phát hiện ra rằng 67% tham nhũng đã xảy ra tại cấp chính quyền địa phương, tức là council, và 77% tham nhũng đang xảy ra với các nhà cung cấp kinh doanh. Kết quả này cũng cho thấy 85% trong số 477 cảnh sát viên tin rằng tham nhũng đang xảy ra tại lực lượng của họ. Phó ủy viên IBAC David Wolf cho biết, rõ ràng là tham nhũng ngày càng được coi là vấn đề trong công việc, Ông Wolf hy vọng kết quả khảo sát này có thể giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy các sáng kiến thay đổi trong hệ thống công quyền tại Victoria. Tin y tế Trung tâm cấp cứu tại vùng nông thôn có hoạt động hay không? Chính phủ lao động Albanese hồi tháng 6 năm ngoái 2023 đã công bố kế hoạch xây dựng 75 trung tâm y tế trải dài tại các khu vực nông thôn trên toàn quốc Úc Châu. Các trung tâm y tế này được thiết lập nhằm mục đích giảm tài cho các khoa cấp cứu tại các bệnh viện lớn. Và hơn một năm đã trôi qua, các trung tâm y tế này có hoạt động đúng mục đích của chính phủ Albanese hay không? Tại Ballarat, nhân viên y tế tin rằng trung tâm y tế mới đang có tác động khi mà trung bình mỗi ngày đã tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân, tương đương 1.500 bệnh nhân mỗi tháng và 70% trong số đó sẽ phải đến khoa cấp cứu của bệnh viện sau khi được chẩn đoán, trong khi 30% còn lại thì được chữa trị tại chỗ. Điều này thay đổi đáng kể thời gian chờ đợi của bệnh nhân và cũng giảm bớt áp lực cho khoa cấp cứu vốn đã và đang trong tình trạng quá tải. Nhắc lại là Trung tâm Y tế khẩn cấp tức là Urgent Care Clinics là cam kết trong chiến dịch tranh cử của Đảng Lao động tại cuộc bầu cử liên bang năm 2022. Chính phủ đã cam kết tài trợ 720 triệu đô la để mở và điều hành 75 phòng khám với 12 phòng khám khác dự kiến sẽ mở cửa vào cuối năm nay 2024. Hầu hết các phòng khám đều mở cửa 7 ngày và nhiều phòng khám mở cửa đến 10 giờ tối. Họ có bác sĩ gia đình và y tá và được phân công theo khối lượng công việc. Tất cả những điều này được thiết kế để cung cấp cho những người không thể gặp bác sĩ gia đình và cần chăm sóc khẩn cấp có được giải pháp thay thế khi các khoa cấp cứu quá tải. Tuy nhiên, dữ liệu quý mới nhất từ 3 tiểu bang lớn nhất cho thấy tổng số ca nhập viện cấp cứu vẫn tiếp tục tăng kể từ khi các phòng khám mở cửa nhưng số ca bệnh ít nghiêm trọng hơn nhập viện cấp cứu thì đã giảm hoặc ổn định. Sau đây là tin từ Sydney. Các chuyến bay thẳng từ Sydney đến Bắc Kinh sẽ sớm được thực hiện. Sân bay Sydney ngày hôm qua vừa xác nhận là chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Sydney và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 sắp tới bởi hãng hàng không China Southern Airlines. Thông tin từ Sydney Airport cho thấy hãng hàng không China Southern Airlines sẽ khai trương chuyến bay thẳng giữa Sydney và Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 12 với dòng máy Airbus A330. Các chuyến bay thẳng này sẽ được thực hiện 4 lần mỗi tuần. Hiện tại, thị trường Sydney và Bắc Kinh do Air China phục vụ, nhưng hãng hàng không này chỉ bay đến sân bay thủ đô Bắc Kinh ở phía đông bắc của thành phố. Trong khi sân bay Bắc Kinh đa sinh nằm ở phía nam thì chưa có đường bay thẳng nào. Giám đốc điều hành sân bay Sydney, ông Greg Bottom cho biết, Sydney tự hào là sân bay đầu tiên tại Úc cung cấp các chuyến bay thẳng đến Bắc Kinh, mang đến cho hành khách sự lựa chọn và tiện lợi chưa từng có khi đi du lịch đến Sydney. Với thị trường phục hồi lên gần 90% trong nửa đầu năm nay và đạt đỉnh đáng kinh ngạc là 97% vào tháng 7, các chuyến bay mới này không chỉ bổ sung thêm năng lực rất cần thiết mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình phục hồi tiếp theo, củng cố vị thế của Sydney là cửa ngõ hàng đầu cho lưu lượng giao thông đến và đi từ Trung Quốc. Ngoài ra, China Southern gần đây đã tiết lộ rằng hãng sẽ khởi động lại các chuyến bay Quảng Châu Adelaide từ ngày 12 tháng 12 sau khi hủy trạng bay này vào tháng 3 năm 2020 khi đại dịch xảy ra. Các hãng hàng không Trung Quốc đã bổ sung thêm các dịch vụ đến Úc trong những tháng gần đây sau quyết định của chính phủ Trung Quốc cho phép người Úc đến Trung Quốc trong tối đa 15 ngày mà không cần thị thực kể từ ngày 1 tháng 7. Sau cùng là tin từ New Zealand. Cảnh sát đang tìm cách buộc tội các nhà ngoại giao của Úc vì những hành động xô sát. Hãng tin Sky News vừa tiết lộ về một sự kiện ngoại giao nghiêm trọng đang diễn ra ở New Zealand sau khi đối tác của một nhà ngoại giao Úc đã được thả khỏi nơi giam giữ vì lý do miễn trừ pháp lý sau một vụ xô sát vào đêm khuya ở Wellington. Theo tiết lộ của Sky News, thì cảnh sát New Zealand đang tìm cách bác bỏ quyền miễn trừ ngoại giao để đưa ra cáo buộc sau một vụ xô sát để có thể bắt giữ và kết tội các nhà ngoại giao của Úc. Bộ Ngoại giao New Zealand cũng đã biết về vụ việc và đã nêu vấn đề này với cao ủy Úc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại cho biết, chính phủ New Zealand kỳ vọng rằng các đại diện nước ngoài và các thành viên gia đình của họ sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của New Zealand. Mặc dù văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand không bình luận gì về vấn đề này, tuy nhiên theo Sky News thì sự kiện này được coi là rất đáng lo ngại và được chính phủ New Zealand cực kỳ quan tâm. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài VietTV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.